thì cái tổ khoảng tổ 11 đó, thành lập vào đầu năm 2022 theo cái quyết định của và các cơ quan của khoa học và sống. Thì từ khi được thành lập thì tổ tự quản với đến thì chỗ nào mà giá cả phù hợp thì đó là cái ngành mình làm.